Hello, chào cả nhà. Đang đi xuống chợ bước đầy mắc kịch nha. Giờ đói bụng đi kiếm quán ăn coi, rồi quán nào mình ăn ngon nha. Thì có quán của Nga với có quán bên cạnh bên là của tên gì sao quên rồi. Quán cô Nga với cô Thu bên đó, cô Nga bên đây. Đó, quán của hai cô Thắm với cô Nga. Đó, muốn ăn quán nào thì đi vô. Trời ơi, tối bữa nay Lan ăn cháo lòng nha. Bây giờ cháu quậy đây, thôi Lan mời cả nhà nha. Của cô Nga đây. Hả? À, không em, cảm ơn. Lan để chanh vô nha. Để miếng ớt vô. Cho nó cay cay, kích thích vị giác chơi. Rồi quậy lên, có giá có đồ đủ hết à. Ở Sân Sai mà chế đi chợ ở đây không, đi chợ Sân Sai hả? Không, đi khám bác sĩ. À rồi sẵn đi luôn. Dạ. Biết đi ra đây lắm. Dạ. Chứ Sân Sai em thấy bán đồ dữ lắm hả? Rồi Lan mời cả nhà nha. Lan mời cả nhà nha. Cả nhà ăn cháo lòng. Chàng miếng nó không chặn vô. Mời cả nhà. Lâu quá mới ăn ngon. Đây gì chứ, bình nước nóng này. Nóng nóng, trời lạnh lạnh ăn nóng nóng luôn. Nói chung mở làm chợ bước đầy ra ăn cho nó tiện, bỏ nó công nấu. Ở đây có một cái nhà hàng của người Philippines nha. Ờ, đây là đồ ăn Philippines nè. Đó, đồ ăn của Philippines nha. Đang đắt lắm bà con, ta ăn cũng đông lắm á. Ờ, mấy cái này bánh ngọt của Philippines nè, ngon ghê chưa? Mấy shopping bánh. Ủa. Ồ, đó bưởi bự ghê chưa? Ôi ôi, khủng luôn. 2 kg 10 đồng nha, 1 kg thì 5 đồng. Bưởi đu đủ. Đu đủ 7 đồng ký, đu đủ hơi mắc. Ủa đu đủ xanh bữa nay sao có 4 đồng vậy ta, rẻ vậy? Đu đủ xanh nay rẻ nè. Này cái gì của ô sao cũng giống bưởi vậy, để làng hỏi cho chạy bưởi. Bưởi nhỏ ngộ quá vậy nè. 4 đồng ký bưởi luôn. Bồ dâu cái lê. Quýt ngon dễ sợ mà còn 6 đồng ký. Này là quýt sạch nè. Lê 10 đồng. Lê Hàn Quốc. Lê này của Hàn Quốc nè. Cốc chua. Trời ơi, xoài tượng 6 đồng ký.
Ôi, giống như xà cát cho bà con 10 đồng, 20 đồng ký nè. Nạn dâu mới mua nữa nè. Đó, 20 đồng ký. 20 đồng. Ừ. Ồ, xài này cũng 15 đồng ký rồi, dâu mới mua nè. Khế 10 đồng ký, cái khế 10 đồng. Khế 10 đồng ký. Còn này xài không có chua. Xài bự, ủa đủ thứ hết. Xài ngon dữ sợ luôn. Có gừng bò nữa không? Ủa, giò bò. Rồi muốn ăn gì vô tiệm thịt này bán đủ hết nè, chút lợi lắm. Lan đi qua chợ thịt nha. Nãy giờ Lan mua thịt để nấu phở xong rồi, bây giờ Lan đi bộ tới là qua mắt kính, mình lấy mắt kính nha. Đó, Lan đi lấy mắt kính của sầu huyết lớn quá ha. Chút nữa đi lại mua sầu huyết tôm. Tôm tép quá trời. Cá cha, cá út nha. Giống như cá út, cá út, cá khét suýt à. Cá út. Hay là tôm tha gờ cá út. Lan đang đi bộ trong chợ Phước Rạy Mắc Kịch nha. Khu này người ta bán quần áo nè, nhưng không có hiệu nha, đồ thường thôi chứ không phải là đồ hiệu. Bên đây người ta bán vật dụng đồ nhà bếp á. Bên đây thì là chè. Chè làm đỏ đỏ giống như bí vậy. Đúng rồi, chè bỏ bí. Bỏ bí phải không chế? À, chè bỏ bí. Chè bỏ bí. Thôi, chút xíu qua lại mua để xách theo. Không. Ồ, bánh. Cái này cũng 5 đồng. À, nó giống vậy chị. Để kê lên thôi à. Sao lưng Lan bên kia là mấy gì đó, bán bông, bán hoa, đồ ăn đủ thứ hết nha bà con, cái gì cũng có cho nó vui lắm. Nhất là cây kiểng đồ để mình trồng á, mấy gì buôn bán dữ lắm đó. Nguyên dãy này ta ăn uống là nhà hàng cũng vui. Rồi để vô chỗ này coi có. Sao lưng Lan buôn bán đồ ăn được nhiều lắm nha, rất là vui nha. Cà phê quá ở sao Lan chỗ khu ta ăn uống ta ngồi chơi đỡ vui lắm bà con, rất là vui nha. Ở chế ủa đẹp quá. Lan chúc lắm mía được mấy bữa nay nó nóng nên nó mới hé nụ nó mới nở nè. 160 ở chậu đó, 160 chứ. Dạ, bán rẻ đấy, bán rẻ lấy 150 thôi. Dạ. Yeah. Này 75. Cái đó chậu này cũng vậy luôn à. Dạ, mấy chậu. Cái này 160. Dạ. Còn bộ trắng này chị bán nhiêu vậy? Ờ 55 đồng. 50 đồng đó. Dạ. Cái này thì lấy sự là dạ. Hai cây vườn ở đây cũng chậm cây này đẹp 8-9 con cây luôn nè. Dạ. Cái này của màu này cũng đẹp lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn chế. Dạ, dạ. Ờ, đẹp đẹp không ạ? Trông tốt. Ồ, hoa mộc lan nhiều quá trời nè. Hoa mộc lan.
Ồ, đồ ăn nhồi hết nè. Ồ, để làm kiếm mua gì ăn cho nha. Ồ, chè bánh đầy ở đây nè. Có. Ồ, đầy hết. Ờ, à, có chè gián nữa nè. Chè đậu gián, ngon nha. Mua hộp chè đậu gián đi. Ờ, bánh bột lọc nè. Bánh bột lọc nữa nè. Lấy hộp bánh bột lọc đi. Ồ, con này xôi. Ba thứ luôn nha. Trong này một hộp gì ba thứ nè. Ồ, ngon quá. Bốn, ba thứ, bốn thứ. Cái này hộp này bốn thứ. À, cái này nó đổi nha, hai miếng không. Lấy này đi. Ngon quá. Lựa đã đi. Bánh khoai mì, hai miếng bánh khoai mì, miếng bánh xay dĩ. Rồi. Nha. Thạch dừa nè. Ú, lẩu cầu. Một cái đi. Wow, trời đồ ăn. Ở đây đồ. Thấy vậy chứ gặp người ta bán đồ ngoài lề đường cũng mua. Cái bệnh này cũng nặng lắm rồi. Đi ngang cái tiệm này cà phê ngon lắm mà con. Ngửi thơm vậy sợ. Nhưng bán uống rất ngon nha. Nãy giờ Lan mua đồ đem lên xe hết trơn nha. Bây giờ Lan đi bộ lên chợ lên. Rồi bây giờ đi bộ lên Lan đi về. Bây giờ đi bộ lên xe về nha bà con. Trong này chợ trái cây rau cải cũng nhiều lắm nha. Nói chung chị cũng không phải bấm mà bà cộng nhẩm nữa nha. Hình như lộn hết một cái. Nhiều mà chị tính Lan là coi thẻ băng lại là chị rút 31 đồng mấy chục sen đó. Mã này thì chị nói 15 nè. Cái này 6 nữa là 21. Cái này 5 nữa là 21 với 5 nữa 26. Với một ly lâu cao 3 đồng nữa là mới 29 nè. Mà sao chị tính Lan tới 31 đồng 90 sen rồi. Chắc có lẽ ba cộng lộn rồi. Nhân với nhân lộn rồi. Thôi kệ đi. Rồi. Ngon không bà con? Cái này là xôi rắc, bánh da lợn, bánh bột mì, khoai mì nướng. Còn ở dưới này là 15 đồng cái bánh bột lọc. Chè này, chè táo sọn. Nó tầm 7, không phải chè táo sọn mà chè táo gián. Chè hột gián, đậu gián, đậu gián, chè táo gián. Rồi, đó. Về tới nhà đang ngồi ở rai, bà con ơi, đi chợ hồi mệt gần chết, đi chút xíu mấy tiếng hồ. Lan đi chợ mua đồ về chuẩn bị nấu phở nha. Thôi Lan chia sẻ cuộc sống của Lan hàng ngày ở Úc tới đây, Lan xin kết thúc phim. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan, thành thật cảm ơn. Mến chúc bà con cuối tuần vui vẻ. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye.